Hello anh em Ngọc Rồng Lậu Muối nha. Con này miễn phí cho anh em như xe vờ tết vĩnh viễn luôn. Nhập cốt nó cho. Mấy cải trang như là na vệ thần này, pet thú cưới vĩnh viễn ha. 1 triệu thỏi vàng 4 bộ ngọc rồng mega. Tặng miễn phí 1 set đồ 8 sao phở di luôn nhé. Cùng với đó là mấy cải trang linh tinh khác. Cái bí tiết tuyệt kỹ úp từ quái nha rớt một lần 10 cái anh em úp quái là nó rớt ra. Anh em mình xem quá chức năng ha. Thằng này sẽ giúp anh em học skill 9 và nâng cấp set kích hoạt VIP. Ông này sau khi đủ điều kiện sẽ có được chiến thần tạm thời chả biết là cái gì. Bên shop Satan cũng chả có gì hay ho. Bên cái shop phụ có bán mấy đồ cũng ngon ngon nhé. Này chắc phải săn boss mới được. Gọi mấy con rồng mega lên nha. Ước mấy con này thì được cải trang Goku Vegeta siêu say giá cấp 4. Đây tổng cộng mấy cải trang ước được đây nha. Anh em xem nốt mấy cái map vào làng nha. Có các map hoang vực địa ngục cung trăng câu cá và trồng cây. Mà sắp bảo trì lên không gì view quá hết được. You grab me hard, cause you know what you found is biscuits is gravy.